Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục series mua hàng trên mạng, đó là mình sẽ khui hộp con micro Wowchan BM800. Thì cái con mic này á, là một con mic có thể nói là khá là ok. Vì cái con mic này nó đảm bảo là chất lượng thu âm tốt nè. Và cái tầm giá của nó cũng rất là dễ chịu, rất là dễ để chúng ta có thể tiếp cận và mua được sản phẩm này. Thì nếu các bạn nào có quan tâm đến giá sản phẩm hiện tại thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn có thể click vào đó để xem tham khảo nha. Vì giá của nó thay đổi liên tục mà, nên mình để link đó, các bạn bấm vào coi cho nó chính xác nha. Đây là con Wowchan của chúng ta, BM800. Mình lấy màu vàng nha. Này thì thường nó Wowchan thì nó có màu vàng hoặc là màu xanh, màu bạc này mình thấy quýt. Thường nó có mẫu màu vàng với màu bạc là nhiều. Mình thì mình lấy màu vàng, mình thích màu vàng nhìn nó đẹp. Và bên trong nó trước mắt là thấy một cái tờ giấy hướng dẫn rồi nè. Đây, một cái hướng dẫn còn là tiếng Trung, bỏ qua. Chúng ta có một sợi dây cáp rất là chắc chắn, rất là dày. Đây, cái cổng của nó ba chấu. Đây, rất là dày luôn và dài nữa. Đây là một cái bông để mình ụp lên cái mic đó, chống ồn rất là hiệu quả luôn á. Đây là nhân vật chính của chúng ta, mic Wowchan BM800. Không, nhìn đẹp ghê không? Màu vàng. Nhìn rất là chất nha. Đây là bằng nhôm. Vỏ ngoài bằng nhôm. Rất là đẹp. Một cái tấm hướng dẫn nè. Wow. Đây là cái đồ để chúng ta giữ cái mic lại. Cái này thì nó gắn vào một cái đế để giữ cái mic lại, mà cái đế này nó bán gờ, nó không bán chung với cái bộ này nha. Cái đế thì khoảng 70-80 gì đó. Thì mình có để link ở phần mô tả luôn, các bạn có thể xem tham khảo nha. Thì mà cái đế này cũng rất là rẻ thôi. Đó, gắn cái đế vào cái chân là có thể để được. Còn các bạn không muốn mua cũng được, mình nghĩ là có mấy chục nữa các bạn mua luôn cho rồi, cho trọn bộ nhìn cho đẹp. Gắn sao nhỉ? Cái này bỏ qua đi, chút mình gắn sao. Rồi mình lắp mấy cái này về trước đi. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.